Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả các anh em. Có hai cái mà gã đầu bạc muốn chia sẻ với anh em trong kinh doanh. Anh em chắc chắn là rất thích lắng nghe. Để có những lô hàng mà cực khủng và giao dịch trong một cơn gió rất chi là nhẹ nhàng, anh em hiểu không? Thì gã đầu bạc luôn luôn muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là gì? Uy tín. Uy tín là phải hàng đầu, chất lượng là thứ hai, anh em hiểu không? Thì hôm nay rất chi là vui, một lô hàng cực khủng đã có chủ xứ Thanh nha anh em. Bây giờ gã đầu bạc sẽ quay cho anh em xem. Đầu tiên là quay lô hàng cho anh em xem đã. Một lô hàng luôn. Tất cả những em này là sẽ đi về xứ Thanh trong ngày hôm nay trên một con phọc, anh em hiểu không? Và sẽ có ba con phọc như thế này sẽ đưa các em nó về xứ Thanh nha anh em. Những cây tùng La Hán mà đã được coi như thế là gã đầu bạc cũng như là tất cả các anh em trong hệ thống vườn tùng La Hán chăm sóc rất chi là kỹ càng. Đấy, uy tín luôn. Phát lộ chào anh em gái đây. Và cẩu những cây tùng La Hán như thế này thì chỉ có một tay cẩu hàng đầu Việt Nam, chính là thằng Phát Lộ. Đấy, anh em thấy không? Các cụ đã được chăm sóc 4 năm rồi. 4 năm và rễ đã ra to bằng ngón tay. Bằng ngón tay luôn nhá anh em. Đây là chính là uy tín để đảm bảo sự sống cho các cụ. Anh em nhìn này, rễ ra bằng ngón tay luôn. Đấy, tất cả là phải cắt đầu hết. 4 năm trời chăm sóc các cụ và hôm nay 6 cụ đã ra đi về xứ Thanh để làm đẹp cho một khu vườn. Anh em thấy không? Đây chính là sự uy tín, nói là phải làm. Cây chăm sóc 1 năm ấy không bao giờ nó được những quả rễ thế này, anh em hiểu không? Đấy, 4 năm rồi. Và từ cái chứng minh là mày cắt ra mà có những quả rễ như thế tao bốc luôn. Cắt ra xong một cái chọn luôn một lô. Anh em thấy vui không? Đấy, những cây tùng rất chi là đẹp. Sự tư vấn cũng như là quả quyết của một chốt sale hàng đầu thì đã nói lên tất cả, đúng không anh em? Đây là một con phọc 3 cây nha. Ba em này anh em nhìn nó dài mười mấy mét, đúng không? Và con phọc thứ hai đang chờ nha. Đang chờ để xếp các cụ lên xe. Uy tín ở chỗ đấy. Chia sẻ với anh em trong kinh doanh, một cái chốt mấu chốt quan trọng nhất chính là uy tín, sau đó là đến chất lượng. Còn đương nhiên là tư vấn ấy, thì nó phải phụ thuộc vào đẳng cấp. Anh ơi, xem cái cành này ảnh hưởng không? Xem cái cành kia ảnh hưởng không? Đấy, anh em thấy không? Ba cụ này đã xếp xong, chờ mỗi phủ bạt thôi anh em, chờ mỗi phủ bạt thôi. Giá tốt nhất, cây đẹp nhất và uy tín luôn. Không anh em bảo gã đầu bạc toàn mang cây về không thấy coi là anh em giao lưu rồi, dễ toàn to bằng ngón tay thôi. Chứng tỏ là các cụ đã ổn định và rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Đấy, anh em thấy chưa? Bắt đầu vào bốc tiếp. Anh em thấy thế nào? Lâu lâu lên live với anh em nhưng mà lên live toàn đắn cây, toàn giao lưu, toàn phụ này nhá. Phụ này rồi cũng sẽ trở thành huyền thoại anh em này. Lùn và lực luôn, đúng rồi, cùng Việt Nam. Anh Dũng ca cơ đang có nhu cầu. Nhưng mà chưa tới giá anh em nữa. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nhá. Cảm ơn anh em. Hôm nay các cụ sẽ được anh em của hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản chăm sóc rất chi là kỹ lưỡng, xếp rất chi là chặt chẽ anh em, xếp rất chặt chẽ, đảm bảo kỹ thuật. Các cụ sẽ được đi trên một cung đường khoảng hơn 200 cây về xứ Thanh anh em hả? Đấy, về xứ Thanh mà bán hàng nhá, bán hàng cho người nước ngoài luôn anh em hiểu không? Bán cho người nước ngoài luôn, không cần phải anh em trong nước bảo thế nào kia,
giao dịch trên toàn quốc thì đúng rồi, nhưng bây giờ lại lấn sân sang cả người nước ngoài nữa. Mấy cha nước ngoài bị gãi đôi bạc chém gió đấy, chém gió cho một lúc thế là bốc nhanh lắm anh em. Thế và trước khi coi như là xuống live cho anh em xem một quả tác phẩm huyền thoại mà gã đồ bạc thích nhất đây, cụ đằng sau chưa ăn thua nhá, nhưng cụ đằng trước này anh em nhìn này mới là đẳng cấp này đấy, anh em thấy chưa, cụ này ấy, cụ này có thể nhá sẽ không ở thủ đô thành phố lớn mà cụ sẽ về rừng đấy, để cho những anh em chơi tùng biết thế nào là rừng. Cụ sẽ về rừng nhá, nói như thế để nó đỡ động chạm đến anh em. Tức là người dân tộc, tức là anh em người dân tộc ấy, người ta sẽ mua cây này để xem độ chơi, độ khủng của anh em chơi cây yêu cây đến đâu. Nó đã tuyên bố với gã đầu bạc là tao cho mày mất cây luôn và mang về rừng. Không có gì thay đổi, cụ sẽ về Yên Bái nhá. Cụ sẽ về Yên Bái, anh em ngắm đi. Anh em ngắm thêm một tí nữa đi. Còn đã về rừng rồi thì gã đầu bạc cũng không có thời gian để lên đâu mà quay mấy live stream đâu anh em. Đấy. Cụ đang là ở thế độc tôn đẹp nhất Việt Nam, không có cây nào đẹp hơn. Không có một cây tùng nào đẹp hơn cây này. Rất tiếc là chủ sở hữu lại không phải những người chơi cây hàng đầu ở Việt Nam. Đấy, tiếc lắm anh em. Nhưng mà không sao. Nó cũng sẽ thể hiện được thú chơi tùng La Hán của những anh em mà ở những cái tỉnh lẻ, tỉnh xa. Đấy. Cụ sẽ về rừng mất anh em ạ. Cơ hội cụ về rừng là rất cao nha anh em. Và chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở các cuộc triển lãm nữa. Đấy anh em thấy không? Hôm nay gã đầu bạc thực sự là rất lưu luyến. Chốt một đơn hàng cũng khủng nhưng mà cũng rất lưu luyến và tiếc ấy, cũng sẽ về rừng mất. Thời gian chắc chắn là sẽ không lâu đâu anh em. Cũng sẽ về với bạn. Cũng sẽ về với bạn. Ok, bây giờ gã đồ bạc ngồi một vị trí không cần phải đi lại. Thì việc đầu tiên là chào tất cả các anh em ở trên đường live và chúc anh em mạnh khỏe, công việc kinh doanh, tất cả các ngành nghề sẽ thành công rực rỡ, đúng không anh em? Chào Mạnh Bonsai nha, chào Quý Mạnh, chào Hoàng Ngọc Phóng, chào Minh Tiến, chào tất cả mọi người, cảm ơn anh em rất nhiều. Trai họ Kiều, cảm ơn anh em. Chúc tất cả các anh em sẽ thành công trong công việc kinh doanh về cây cảnh cũng như là sự đam mê phải nói là bất tận, đúng không anh em? Hello, gã đầu bạc xin phép được xuống like nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc anh em hạnh phúc và bình an.